Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu một công cụ tuyệt vời sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để chỉnh màu, đặc biệt phù hợp với những bạn không có kinh nghiệm chỉnh màu. Công cụ này giúp bạn nhanh chóng bắt chước gam màu từ các cảnh phim điện ảnh. Đây là một vài kết quả mình đã làm. Nếu bạn học được điều gì mới thú vị từ video, hãy nhấn like và chia sẻ đến mọi người cùng học. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video hướng dẫn mới nhất. Cảm ơn các bạn. Để trải nghiệm được tính năng này thì các bạn truy cập vào website là mark.color.io. Trang web này cho phép các bạn trải nghiệm hoàn toàn miễn phí luôn và không cần phải đăng ký tài khoản gì cả. Sau đây là các bước các bạn cần làm. Bước đầu tiên là truy cập vào website này rồi đúng không? Bước thứ hai là kích vào cái biểu tượng icon 3 gạch ở đây. Chọn vào Open New Email. Chúng ta sẽ dẫn cái file hình gốc của chúng ta vào đây. Bước thứ ba là đây là những cái mục mà thư viện của họ để cho phép chúng ta có thể dựa vào cái thư viện này để chỉnh màu. Thì trong này có rất là nhiều thể loại, giống như là về kiến trúc, về phong cảnh nè, về hội họa gì đó. Nhưng mà vấn đề mình quan tâm nhất ở đây là cinematic, có nghĩa là màu phim điện ảnh. Các bạn click vào phần cinematic này. Ở trong này là gồm có những cái thư mục để cho người ta load lên những cái màu phim mà chúng ta sẽ dựa vào đó. Thì các bạn thử ngay nha. Ví dụ ấn tượng nhất cái mình màu cam cam này, các bạn click vào đây là tự động á, nó sẽ ăn cắp cái màu của cái phần giới thiệu này để qua cái màu của hình của mình. Tại đây thì các bạn có thể tùy chọn tính năng remix để nó liên tục nó thay đổi, liên tục nó thay đổi từ cái tông đó. Khi nào mà các bạn thấy ưng bụng thì các bạn dừng lại. Thì nói sơ qua ở trong này có rất là nhiều tính năng màu. Ở mức độ cơ bản thì các bạn chỉ được sử dụng những cái phần thư viện mà sẵn có thôi. Còn ở mức độ nâng cao hơn thì các bạn có thể cập nhật được. Ví dụ như các bạn chụp một tấm hình bất kỳ, các bạn có thể lót vào đây. Nhưng mà phần phiên bản này dành cho phiên bản Pro, nên mình cũng không cần quá tham lam đâu. Cái nào người ta cho sử dụng về đối với mình là quá đủ rồi, đúng không? Mình sẽ thử một tính năng khác. Đó, thì bắt chước tông màu này thì các bạn quan tâm ở phía dưới này nè. Tức là cái cột này, icon này là cho phép các bạn trả về cái màu gốc để mình so sánh này. Đó, và cái cột này nó cho phép các bạn là so sánh hai cái phim. Cái màu bấm vào giữ cái này thì nó sẽ hiện ra cái màu gốc phim của bạn bắt chước. Đây là cái màu mà các bạn tinh chỉnh. Thì các bạn sẽ đặt ra cho mình một câu hỏi là ủa cái này chỉ copy thôi, chúng ta không tinh chỉnh sâu được hơn. Nhưng mà nó sẽ đầu tiên là phần tinh chỉnh thứ nhất, đó là các bạn liên tục click vào remix để nó sẽ thay đổi cái tông màu cho các bạn. Hoặc các bạn click vào icon này thì tự động nó sẽ thay đổi cái phần màu sắc cho các bạn đến khi nào ưng ý thì thôi. Phần thứ hai các bạn thấy đó, đó là phần edit. Ở một edit này nó sẽ có những cái thanh trượt để cho chúng ta sẽ tùy chỉnh. Tất nhiên là không phải là quá cao cấp, nhưng mà các bạn cũng có thể sử dụng thanh trượt này vì mục đích riêng của mình vẫn được. Mình thấy là vẫn ở tính năng miễn phí thì vẫn ok. Ở nhiều tính năng ở trong này các bạn sẽ thay đổi thêm, sáng tối thay đổi theo ý của các bạn. Và sau khi nếu mà tinh chỉnh xong rồi, các bạn vào một export. Trong một export này hiện tại ở phiên bản miễn phí thì các bạn sẽ được quyền là tải một tấm hình về khi đã chỉnh màu với định dạng file là JPEG với quality là giảm 70% so với hình gốc thôi. Và chúng ta sẽ nhấn export thì nó sẽ trở về cái nơi lưu phần download cho chúng ta. Còn nếu như các bạn muốn trải hình chất lượng cao hơn như PNG chẳng hạn thì bắt buộc phải up lên. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây mà mình nghĩ là nếu như các bạn nào mà có thể sử dụng được cái tính năng nâng cao thì nó cho phép các bạn tải về cái 3D Lut này. Cái 3D Lut này là được sử dụng cho cả Premiere và After Effects luôn các bạn. Và tất cả những cái phần mềm chỉnh khác rất là phổ biến ở đây. Thì trong này thì các bạn cần phải nâng cao lên cái bản phiên bản Pro của họ. Thì nói sơ qua cái 3D Lut là gì để các bạn hình dung. Nếu như các bạn có một cái file LUT thì cái file LUT này là nó có cái đuôi của nó là file Q nha, được cái đuôi chấm Q này nè. Thì ví dụ mình có một cái tấm hình này, đây là hình gốc của mình đó, mình muốn đưa một cái file LUT vào đây thì các bạn sẽ tạo mới cho mình một cái adjustment layer này. Bạn chọn new và chọn adjustment layer, mục đích của nó để chỉnh màu. Sau đó các bạn sẽ đưa vào cái Lumetri, các bạn nhấn Control Spacebar dành cho những bạn nào đã cài cái Epic Control này. Nếu như chưa cài thì có thể lên trên YouTube gõ từ khóa là cải thiện tốc độ làm việc trên After Effects thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái này. Bạn gõ từ khóa là Lumetri nha, là cái phần này là phần lít FX chỉnh màu có sẵn trong After Effects lẫn Premiere. Ở trong mục là Basic Correction, ở đây có phần Input Lut. Tại đây thì các bạn có thể nhập file lut sẵn của mình hoặc là những cái file sẵn mà người ta đã lưu rồi, ví dụ như Alexa Loxy 2 Turret 709. Ở đây là những file lut mà nó đã có sẵn trên máy của mình rồi. Nhưng mà ví dụ như các bạn, nếu như các bạn tải được những file lut.q về thì các bạn có thể chọn vào browser này, dẫn tới đây. Ví dụ như ở đây mình có một cái file lut này,
trong cái video này mình sẽ gửi cho các bạn là 70 cái file nút miễn phí này để cho các bạn trải nghiệm thử nha. Đây, ví dụ như cái phần là mình muốn chuyển qua cái màu là Wonder Woman chẳng hạn, click vào đây, nhấn Open thì tự động cái phim của chúng ta nó sẽ đổi sang cái màu đó. Và mình sẽ đổi thêm một cái dạng khác, giống như là một cái phim bất kỳ trong cái thư viện này các bạn muốn thì nó sẽ đổi màu sang cái. Và cái file nút thì các bạn sử dụng cái Lumetri này có thể tùy chỉnh sâu hơn. Ví dụ như là các bạn có thể tăng sáng, tăng tối tấm hình của mình, hoặc là thêm contrast, hoặc là thêm highlight, shadow gì đó, thêm cái phần saturation, thêm kiểu như vậy. Thì các bạn có thể sử dụng cái Lumetri này tùy chỉnh thêm được. Ý mình nói ở đây là khi các bạn sử dụng cái tính năng nâng cao á, thì các bạn có thể copy màu từ một cái bộ phim này chẳng hạn. Bạn copy màu phim này rồi thì các bạn chuyển sang chế độ export nè, các bạn chọn Blender Lut, bạn tải về thì sử dụng Premiere và After Effects bằng cái tính năng này, thì các bạn có thể áp vào trong cái Lumetri này từ cái lút đó các bạn chỉnh thêm. Xin giới thiệu với các bạn, đây là website của mình, là nơi tập hợp những cái hướng dẫn mà mình đã load lên trên này để các bạn tiện học nhất. Và bên phía bên tay phải của các bạn đây là những cái link mà các bạn cần học. Nếu như các bạn mới bắt đầu thì click vào link này, thì đây là những cái video mà 35 clip này là phù hợp với những người mới bắt đầu nhất. Kế tiếp là phần thực hành, thì đây là những 217 video này dành cho những bạn đã có kinh nghiệm và bắt đầu thực hành. Tức là những người mới bắt đầu có thể học vào cái list này được không, thì mình xin trả lời là vẫn có thể được nha các bạn, nếu như các bạn chuyên tâm và suy nghĩ thôi. Nhưng mà cái gốc của các bạn cần tìm hiểu đó là phần After Effects dành cho người mới bắt đầu ở đây, vì nó cần thiết cho người mới, kiến thức nó vừa đủ và không quá phức tạp. Một phần nữa mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái khóa học của mình. Hiện tại mình đã cập nhật 3 khóa học rồi. Khóa này là mang tính chất dài hơi, cái sự khi mình rảnh là mình sẽ soạn update vào rất là dài, vì đóng phí một lần thôi nha các bạn. Khóa này là 3 triệu, đóng phí một lần các bạn sẽ có được cái quy trình và gần nhất là cái update này, đó là tạo ra video lúc cực chắc từ hình ảnh, thì các bạn sẽ được update miễn phí thôi. Quay trở lại khóa học một chút xíu thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đây. Thì mình cũng tạo riêng ra cái một cái khóa lúc này dành cho những bạn mà không phải là thành viên của khóa kia, thì các bạn vẫn có thể tiếp cận được cái khóa này với hai hình thức học. Một là các bạn học trực tiếp từ cái Udemy, tức là mình đã lên bài trên này rồi thì các bạn chỉ cần kích vào đây để học khi mà các bạn thanh toán. Hai là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình, thì mình nếu như các bạn nào không muốn học trên web thì có thể tải nguyên bộ suốt về thì để học, thì các bạn cũng có thể học khóa này trên đó nha. Nhưng mà cái vấn đề chính mà các bạn cần phải chú trọng cái khóa này, nó có một cái sự quan trọng ở đây, là có nghĩa là mình soạn cái phần tổng quan sử dụng After Effects rất là kỹ với thời lượng là gần 4 tiếng đồng hồ như thế này, là kiến thức cơ bản này rất là quan trọng. Các bạn bổ sung từ một khóa nhỏ như thế này để mà bổ sung vào cái bộ sưu tập về kiến thức của mình là rất là lớn. Hay kế tiếp là sau khi có được cái khóa nhỏ xong rồi á, các bạn sẽ quay trở lại đầu tư thêm cái khóa lớn nữa, thì các bạn sẽ học kỹ xảo nó rất là dễ dàng. Như vậy thì cái hành trình mình tiếp cận những cái kỹ thuật kỹ xảo thì nó sẽ gần gũi với các bạn hơn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.